ở nhà có đứa con gái à, không lo, không có Trần, mơ mớ có dẫn về một bầy đó rồi đó nuôi. Đi. À? Hai mày đâu mày? Nhà không có chủ hả mày? What? Tính lên dậm đồ bây giờ. Bộ tới hả? Đâu phải đâu cha, hai này sửa đồ. Anh lên nhà đi anh. Qua à, mày, sửa đồ biểu mày. Ngày qua con mới tắm được cái phần nữa à, mà cái muốn cái bị hư. Rồi bữa nay con mới kêu hai này tới sửa. Cái lãi mày cho khó khăn dữ hả? Ủa nhà này hết đàn ông hả mày? Sao mày không kêu tao làm? Con nói thiệt với chú nè, con gái của chú á thì đến tuổi lấy chồng rồi, chú nhìn nó đi, điện nước thì không đầy đủ, cái lộn nhà chú không có điện nước thì lấy gì chú xài? Chú nói cái gì? Chú biết tôi là ai ở đây không? Là tôi là chùm sửa ống nước khu vực này nè. Chữ hồi xưa tôi sửa ống nước nhà của mẹ nó có hai lần mà ra nó đó. Rồi chú nhìn kìa, hả? Sửa ống nước mà nhìn kìa đó, bà nấu cha đó chú, hai chú chào tôi, hai chú chào tôi. Ai út mà bà nấu cha nó. Ui anh dư của em ở đây có mệnh giá là 20-500 đó. Anh mua cái này đi, lỡ trúng 500 thì anh vô má anh ừ. Cái này đã gì ta? Cho anh lấy một cái này. Cái này hả? 20 ngàn anh. Cho anh gỡ tiền. Rồi cho anh khui ở đây luôn được không em? Được anh. Ủa cha mẹ, chúng được 20 ngàn rồi. Còn 20 ngàn thêm cái dưa nữa. Vô mánh rồi. Cái này bán sao em? 30 ngàn anh. 30 ngàn phải không? Dạ. 20 ngàn. Ừ cha là nước em trúng 50 ngàn rồi. Vô mánh rồi. Khỏi nói, ở đây còn giải thưởng 500 ngàn đúng không? Khỏi có nói nhiều, ba cái này mua hết. Giải thưởng gì sao cài đắt giá. Ba cái này em bán em mỗi trái 100k thôi. Lỡ anh mua cái này trúng 500k anh vô mánh ừ. Lấy hết, lấy liền, ngay và lập tức. Ê, đây nè em. Sao rồi, được 300 anh. 300 hả? 200 này hai người đem anh. Rồi, đây là dễ nha. Mai mốt làm nước. Dạ anh ơi. Vậy đây có bán không dịch vậy? Không anh ơi, ở đây có bán chuối bầu quý không à, mua ăn đỡ đi anh. Không, em đâu mua mấy này đâu. Rồi không có bán, em đợi chút cái em mua. Vậy chạy, đi không có dịch bán em 5.000 lá đi. 5.000 lá anh? Hả? Ê, rồi cứ mua một dịch cho đi. Dạ, mua đằng kia kìa anh. À, vậy hả? Đây, thằng của anh đây. Nè tiền chị. Con Út bán gạo, con bán dịch ổn rồi. Lấy dịch về bán, em có ăn, em lại mua cho tiện. Em đây có bán dịch không em? Không anh ơi. Tưởng có dịch, mua dịch. Em ơi, hôm nay mình lấy dịch về, mình bán thêm đi. Sáng giờ tao hỏi, tao mua quá chợ. Ừ. Em ơi, có lấy dịch bán không em ơi? Hả, à, anh bán dịch hả? À? Bởi em chăm chứng anh ơi. Ok em. Chăm chứng nhiêu tiền anh? Ba sĩ em ơi. Ba sĩ. Ba sĩ hả? Rồi cho em gửi tiền anh ơi. Mơ mốt có lấy alo anh nghe. Ok anh. Ừ. Anh đây à, đây à. Sao? Ngon lành. Ngon lành. Được 300, đây mày 100. Rồi 100 rồi chị. Không có gì hú nghe anh. Cha, anh hai bị đánh lắm mà kìa. Gì? Thế này mình quá nè. Giờ này mày còn mắm gì nữa. Anh hai mày quá nè kìa. Cái gì? Anh hai bị đánh hả? Cha, bữa năm nay chồng đạt quá ta. Chú ba. Vậy, thằng hai nó bị quánh đó kìa. Thằng hai bị đánh đó hả? Mày đừng mạnh sao kêu em nữa nha. Đứng mấy cái tàu đó mày. Ai út thì mà. Cha. Hết gạch rồi ơi. Lấy nè gạch nè. Nè. Trời ơi, mày thằng lấy cục gì đó hả? Rồi sao không lấy cái thùng để vô? Ăn mày cái thùng gì để thằng con cục đó hả? Sao? Để đầy lên. A few moments later. Thiên có mấy cục gạch à, mà lâu còn hơn gì nữa. Bọn đông gạch vào lên Sài Gòn hả? Ừ. Bà hai mày làm gì đứng đây vậy? Thiên gạch mà Thiên có nổi đâu. Thiên không có nổi đâu. Hai mày ăn cái mập tay. Có mấy cục gạch Thiên không nổi. Đánh ra đi.
nào ngu nhất chỉ ai mày cắt vậy. Thì hồi nãy ông kêu tôi chắc đầy thùng, thì tôi chắc đầy thùng theo ông là ông còn bự nữa. Lấy cái thùng bự gì chắc theo kia nổi, tao phải lấy cái thùng nhỏ, tao chắc vô. Trời ơi, mày vô kiến kế tao coi. Ai ố đi mà. Trời ơi, linh trời ơi. Từ từ, từ từ. Đồng thủ hồ đó hả? Hết hồ rồi nè. Mày đi lấy cát mày trộn cho tao bả hồ coi. À, hết cát à, sao trộn? Hết rồi. Rồi hai mày ăn cắm heo là gì mà khôn với vậy? Không biết lấy xe chở vô. Rồi. Bộ ngoại hết cát là gì hai mày lấy xe gắn máy chạy chảnh kêu người ta chở xuống vậy? Hai mày giỏi đó. Ông rảnh quá ha. Cát còn ngoài đầy ối ngoài kìa. Hai rảnh đâu lên chỉnh kêu. Đâu cát đâu? Cát đâu sao tao không thấy? Xuống mày. Ờ quên quên quên. Nè, cát nè. Ai ối đi mà. Trời ơi. Thằng phụ hồ đó ừ. Mày xúc cho tao miếng hồ coi hết hồ rồi nè. Nè. À. Trời ơi là trời, bữa nay mày bóc luôn hả? Mày đi lấy cái xẻng á, mày xúc cho tao một xẻng mày thảy ra cho tao coi. Nè. Rồi mày làm gì vậy? Thì ông kêu tôi thảy cho một xẻng hồ, thì tôi thảy một xẻng đó. Thôi mày đi vô đi, mày kêu thằng Hai ra đây cho tao. Rồi, thấy công chuyện. Ủa, cái gì vậy anh? Tao kêu nó xúc một xẻng hồ, mà nó xúc là nó thảy đầy đầu cổ tới chân á. Mày làm ơn mày phụ giùm tao không cái? Nè. Ôi thằng này được nè. Mới mốt mày phụ cho tao đừng cho con kia phụ nữa. Thì ông nói đàng hoàng đi. Thì tao phụ cho ông đàng hoàng. Đừng nói khổ gàng chi. Ê. Cái gì? Mày thảy ra cho tao mới gặp trời. Trời ơi là trời. Nó thảy cái kiểu này nè trời. Ai út gì mà. Trời ơi đi làm hồ nằm giữa đường vậy cha. Thôi từ 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 từ. Từ 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 từ. Rồi hai phụ hồ đó ừ, ngồi uống nước trà hoài. Phụ hồ cho tao coi. Giỡn mặt nó kìa, sai có chút xíu mà giỡn mặt thấy ghét kìa. Đi lẹ đi. Gì? Đợi xíu đi, uống hết bình nước trà đã. Đi lẹ đi. Lẹ trong hồ kìa. Mặt mỏi thiệt chứ. Con làm sao vậy, con làm sao vậy? Hình như con bị cảm rồi. Có làm sao không anh? Cảm thấy nhớ em á. Ayo, di mana?